Hello, xin chào anh em. Hôm nay có một anh trai đến từ Tây Ninh qua shop mình để dán đổi màu và lên tem G cho con ZR đời 2015. Thì xe này anh trai vừa mới mua lại nhưng mà anh trai không hợp phong thủy với màu xanh nên quyết định qua shop mình dán đổi màu lại cho em nó. Thì mình có mời anh trai vào phòng thiết kế để tham khảo mô tem và phối màu theo phong thủy của anh. Có nhiều anh em bên boss shop có hỏi có quáp mô tô hoặc là làm tem không, thì hôm nay shop mình sẽ lên mẫu cho anh em tham khảo nhé. Đề cánh xe cầu giáp chuyên quáp đổi màu làm tem hoặc là dán bảo vệ cho các dòng xe từ phổ thông cho đến phân khối lớn hoặc là ô tô vẫn có dán luôn nha mọi người. Chất liệu anh trai muốn dán lên con ZR là đen siêu bóng và phối chi tiết bạc candy. Thì tất cả dòng đề can bên shop đều là đề can phim nhập bed cao cấp với độ bền cực kỳ là cao. Dành cho anh em sử dụng từ 3 đến 5 năm, tất cả xe dán đổi màu tại shop đều tháo dần áo ra gấp mí vào tỉ mỉ nhất có thể cho anh em. Shop mình bảo hành bung chốc cho anh em là 12 tháng, nên anh em hãy yên tâm và sử dụng nhé. Thì anh em nào muốn làm đẹp cho xe yêu của mình hãy đến với đề can siêu cao cấp. Giá thành hợp lý, chất liệu đề can cao cấp, thời gian thi công thì chỉ trong ngày là có xe. Hiện tại shop mình đã có chương trình khuyến mãi và nhiều quà tặng cực kỳ là ưu đãi khi anh em đặt lịch dán xe tại shop. Anh em còn chờ gì nữa, hãy inbox vào fanpage đề can xe cầu giáp để được nhận ưu đãi tốt nhất. Bây giờ đã dán xong rồi, lên tem thôi nào anh em. Mà anh em tham khảo xe Kawasaki ZR10G sau khi qua đề can xe cầu giáp để quáp đổ màu và lên tem G sẽ như thế nào. Cảm ơn anh em đã xem, hẹn anh em vào video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Băng qua nhanh khuôn viên mỗi tối, dinh cơ giang tay sẵn lối, nơi sau hoa lộng lẫy gọi mời. Đố ai bằng em, buông dăm ba câu yêu thương bao anh xin chết. Ngắm em mà xem, đôi chân thân que ta đâu ai chịu được nhiệt. Ngắm anh cầm em giao cơn say nên lâu nay không ai tiếc. Hàng đống quà tặng em cho từng đêm đặc biệt.